Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Trước khi đến với những bản tin chi tiết, chúng ta đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để cùng nhau theo dõi những bản tin bóng đá mới nhất và sớm nhất các bạn nhé. Thông tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính như sau. Edison Cavani đá chính, Manchester United quyết tâm hạ West Brom. Ole Gunnar Solskjaer bảo vệ Paul Pogba, công kích De Sam. Alaba nổi loạn đòi lương khủng, Man United liền hành động. Tottenham Man City, Mourinho cho Pep chuốc hận. Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu loạt trận quốc tế, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Một trong số những màn đọ sức được nhiều người quan tâm chính là khi MU tiếp đón West Bromwich vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 22 tháng 11. Ở vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ đã thắng ngược Everton 3-1, nhưng đó là trận đấu khi thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer làm khách của đội bóng vùng Merseyside. Đối thủ của MU cuối tuần này không hề dễ chơi, dù chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào kể từ đầu mùa và đang chỉ có vỏn vẹn 3 điểm khi đứng trong top 3 đội có nguy cơ xuống hạng, West Brom vẫn cho thấy sự nguy hiểm của kẻ cùng đường. Ở trận thắng ngược Everton 3-1 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, người chơi hay nhất của MU chắc chắn là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp cú đúp bàn thắng trước khi kiến tạo giúp tân binh Edison Cavani có bàn cho Quỷ Đỏ ở cuối trận. Pha lập công vào lưới của thủ thành Jordan Pickford thực sự giúp ngôi sao người Uruguay giải tỏa rất nhiều tâm lý, khi đó là bàn thắng đầu tiên của anh cho MU. Ở trận đấu gần nhất của mình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Cavani đã phải nhận thẻ đỏ khi đội tuyển Uruguay thất thủ 0-2 trước đội đầu bảng Brazil ngay trên sân nhà tại Montevideo. Chính vì thế, anh càng khát khao được ra sân và ghi bàn cho đội bóng mới vào cuối tuần này. MU đang gặp nỗi lo ở hàng công khi Rashford dính chấn thương vai ở đợt hội quân cùng đội tuyển Anh dự UEFA Nations League vừa qua và mới chỉ trở lại tập luyện cách đây ít ngày. Anthony Martial gặp vấn đề ở lưng nhưng nhiều khả năng vẫn có thể thi đấu. Cơ hội cho Cavani tiếp tục thể hiện khả năng của mình là không hề nhỏ. Dù vậy, cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain có thể sẽ chỉ được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân từ băng ghế dự bị trong vai trò một quân bài tẩy khiến cho đối phương bất ngờ. Hãy để lại dự đoán kết quả của trận đấu này dưới phần bình luận nhé. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bảo vệ cậu học trò Paul Pogba bất chấp tiền vệ này đã đưa ra những bình luận chê bai Man United trong lúc làm nhiệm vụ ở đội tuyển Pháp. Chúng tôi luôn nhận được câu hỏi và chúng tôi cố gắng trả lời tốt nhất có thể. Tôi nghĩ rằng báo chí đôi khi làm quá lên và những người ở nhà không có được toàn bộ bài phỏng vấn nên tìm cách tạo dựng lên. Tất cả chúng tôi đều đủ kinh nghiệm để cố gắng tránh những tiêu đề lớn nhất. Nhà cầm quân người Na Uy sau đó xác nhận ông đã nói chuyện với Pogba khi tiền vệ này trở lại trung tâm tập luyện trước cuộc tiếp đón West Brom tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Ngoài ra, Solskjaer còn công khai đáp trả những tuyên bố của huấn luyện viên Didier Deschamps về việc Pogba không được chơi đúng sở trường ở Man United. Đôi khi Pogba có thể đá vai trò số 8, đôi khi là số 10, đôi khi ở bên trái trong sơ đồ kim cương. Cậu ấy có thể làm mọi thứ, Solskjaer khép lại. Có vẻ như niềm tin của Solskjaer dành cho Pogba đang ngày càng trở nên mù quáng, bất chấp tiền vệ này đã công khai bêu xấu câu lạc bộ. Trước đó, cựu tiền vệ Juve tuyên bố: "Bầu không khí ở đội tuyển Pháp chẳng khác nào chiếc máy thở với tôi vậy. Khi ở trên sân, chúng tôi có niềm vui, điều đó hoàn toàn không có ở câu lạc bộ. Chúng tôi không có niềm vui. Ở tuyển Pháp, mọi thứ khác hẳn, chúng tôi cười đùa và gần gũi như một gia đình vậy. Và trong nhóm của chúng tôi, dù là đá chính hay dự bị đều thật kỳ diệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi vui mỗi lần trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia." Rõ ràng thay vì lúc nào cũng bênh chằm chằm Pogba, Solskjaer nên tìm phương án đẩy ngôi sao sinh năm 1993 khỏi nhà hát của những giấc mơ nhằm đưa về một cầu thủ nhiệt huyết hơn, ổn định hơn và quyết tâm hơn. Hậu vệ sinh năm 1992 vẫn chưa chốt hạ tương lai của mình sau hàng loạt tin đồn sẽ ra đi. Mùa giải 2019-2020 đã trải qua vô cùng thành công với Bayern Munich. Đội chủ sân Allianz Arena đã giành được chức vô địch Champions League sau 7 năm chờ đợi, qua đó hoàn tất cú ăn ba cho mình. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick đã chịu nhiều tổn thất khi tiền vệ Thiago Alcantara chuyển đến Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Chưa dừng lại ở đó, nhiều khả năng hùng xám sẽ chia tay David Alaba sau khi mùa giải năm nay khép lại. Hợp đồng của David Alaba và Bayern Munich sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2020. Dù nhà đương kim vô địch Champions League đang rất nỗ lực để thương lượng với hậu vệ người Áo, song cả đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Việc đàm phán thất bại lần thứ 3 gần như đặt dấu chấm hết cho mối lương duyên kéo dài 12 năm giữa Alaba và Bayern. Ở thời điểm hiện tại, đã có nhiều câu lạc bộ đánh tiếng muốn chiêu mộ tuyển thủ người Áo, điển hình là Liverpool và Manchester United. Theo thông tin từ Tuttosport, cựu ngôi sao của Rapid Wien đòi hỏi mức lương lên tới 288.000 bảng trên một tuần. Đây được xem là rào cản lớn nhất cho câu lạc bộ muốn chiêu mộ cầu thủ này và MU có thể sẽ sớm rút lui khỏi cuộc đua giành tuyển thủ người Áo. Ở một diễn biến khác, theo tờ Football Insight, David Alaba sẽ được phép rời Bayern Munich vào tháng giêng với mức giá chỉ 30 triệu bảng.
và Paris Saint-Germain, Liverpool, thậm chí là Real Madrid sẽ là các câu lạc bộ lớn tranh nhau có được chữ ký của hậu vệ 28 tuổi. Hiếm khi nào huấn luyện viên Mourinho bước vào một cuộc đọ sức với kình địch Pep Guardiola mà lại được đánh giá cao hơn nhiều như hiện tại, và rõ ràng đây là cơ hội để người đặc biệt không thể bỏ lỡ. Trước thêm cuộc đấu trí với kình địch Pep Guardiola, huấn luyện viên Jose Mourinho gây bất ngờ. Ở buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết đã đến lúc ông thay đổi biệt danh cho mình. Ông nói, bây giờ tôi đã là người từng trải, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Về cơ bản, mọi thứ đã xảy ra trong bóng đá với tôi hiện tại đều là thấy trước tương lai trong giấc mơ, là những gì đã từng diễn ra trước đó. Nội hàm chi tiết ấy cho thấy bản thân Mourinho chẳng xem những cuộc đối đầu với Guardiola là kinh điển trong quá khứ. Nếu như Pep Guardiola lao mình vào một cuộc so kè với Jurgen Klopp, thì huấn luyện viên Mourinho lại tìm cho mình cách để buông bỏ. Đối đầu với Man City của Pep Guardiola giờ đây cũng chỉ là một trong số 38 trận đấu mà Tottenham cần thắng. Sau 8 vòng đấu, Tottenham đang xếp nhì bảng với 5 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Kể từ thất bại trong trận giao quân trên sân nhà trước Everton, thầy trò Mourinho đang thi đấu rất tốt khi bất bại 7 vòng liên tiếp. Tính luôn các trận đấu tại Europa League, Spurs đã có 15 trận từ đầu mùa giải đến giờ với kết quả thắng 10, hòa 3 và chỉ thua 2 trận. Trong khi đó, họ đã thắng 3, hòa 3 và thua 1 trận sân nhà. Về phần mình, Man City mới đá 7 trận ở giải ngoại hạng Anh với kết quả chỉ thắng 3, hòa 3 và thua 1 trận. Thầy trò Pep Guardiola đang kém top 4 đến 4 điểm và kém Tottenham đến 5 điểm. Vì thế, Man Xanh cần phải thắng trận này, nếu không khoảng cách trong cuộc đua vô địch sẽ bị nới rộng lên rất nhiều. Sau 2 tuần tập trung cho đội tuyển quốc gia, lực lượng của cả Spurs lẫn Man City đều sứt mẻ ít nhiều. Đội chủ nhà thiếu vắng hậu vệ phải là Doherty do dính Covid-19. Trong khi đó, những vị khách thành Manchester sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Nathan Ake và tiền đạo Aguero do chấn thương trước đó. Bên cạnh đó, Man Xanh chịu thiệt về thể lực khi các trụ cột của họ phải thi đấu vất vả trong trận cầu giữa Bỉ và Anh ở UEFA Nations League. Nhìn chung phong độ từ đầu giải đến giờ cho thấy Tottenham đủ tự tin để kiếm điểm, thậm chí là đánh bại Man City. Mùa trước, huấn luyện viên Mourinho giúp Spurs thắng 2-0 khi tiếp đón The Citizens. Kể từ khi dẫn dắt Man City, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng chỉ thắng 2 và thua đến 4 trận làm khách của Tottenham. Do vậy, khả năng cao là Tottenham sẽ giữ lại 3 điểm thành công. Bản tin ngày hôm nay của Bóng Đá Today đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý đón xem. Đừng quên like, share video và để lại ý kiến ở phần comment các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.